Chiếu số 4 là mạnh cho vùng thận. Chiếu đặc biệt quan trọng của dịch âm kinh. Chiếu số 4. Tay trái đằng sau ép vào thận, tay phải đẩy lên. Hít mũi này, thở miệng, tay trái ép thận. Đã tập dịch âm kinh giữa khung cảnh thiên nhiên rất là hữu tình. Hít mũi, thở miệng. Tay trái ép, tay phải đẩy. Tương tự tay phải phía sau, tay trái trên. Hít mũi, thở miệng, tay phải ép vào thận. Liên hệ Zalo 090 336 2388 hoặc website thiền-chữa-bệnh.com để đăng ký khóa học online trọn bộ các bài khí công và được lương y khí công sư Phúc Thành tư vấn thảo dược trị bệnh. Om Mani, xin chào tất cả bạn. Tôi là lương y khí công sư Phúc Thành, giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm, Giao Long Võ Đạo. Nay thầy Phúc Thành hướng dẫn cho chúng ta một buổi tập khí công trọn vẹn gồm những chiêu thức như sau. Đầu tiên là vẩy tay dịch cân kinh 4 thức chỉ bệnh. Sau đấy đến 12 thức dịch cân kinh. Rồi chúng ta lại bắt đầu vào những cái công pháp bí mật. Đó, ví dụ như bài Giao Long Trường Sinh Công. Rồi những cái bài Giao Long Luyện Công để thải hoàn toàn để chất độc trong cơ thể của chúng ta và xoay chuyển được vùng nội tạng bên trong cơ thể của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng vận công. Hít vào bằng mũi, ho bụng, thở miệng, phình bụng ra, 2, thở, 3, 4, hít hóp, thở, phình. Ta bắt đầu vào bài vẩy tay dịch cân kinh 4 thức trị bệnh. Lên tay chịu khiểu, xuống nhanh nhẹn dứt khoát. Lên nhíu hậu môn, xuống thả lỏng hậu môn ra, hơi thở tự nhiên. Ta vẩy 30 lần. Vẩy tay dịch cân kinh là một trong những bài cực kỳ nền tảng quan trọng trước khi chúng ta luyện lên những công pháp cao hơn về Giao Long khí công hay là 12 thức dịch cân kinh trị bệnh. Ta sẽ vẩy liên tục như này 30 lần. Lên nhíu hậu môn, xuống chung đầu gối xuống, thả lỏng hậu môn ra. Rồi, ta thiền đứng ạ. Thả lỏng cơ thể, thấy lòng bàn tay nóng hồng lên, ấm bừng lên. Chiêu 2, vẩy tay dịch cân kinh tiên ra. Áp út út lên cao một chút, tay trái xoắn sang bên trái, tay phải xoắn sang bên phải. Lên thì ngửa, xuống sấp. Lên ngửa, xuống sấp. Lên nhíu hậu môn, xuống thả lỏng hậu môn ra. Lên nhíu hậu môn, xuống thả lỏng hậu môn ra. Vẩy tay dịch cân kinh này tác dụng cực kỳ sâu sắc, chúng ta tập hàng ngày. Rồi, nó thiền. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên, sâu lắng. Chiêu số 3, nắm đấm khớp. Nắm đấm khép hở nhẹ. Đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người phía sau. Nhíu hậu môn. Ra phía trước, ném đá ra. Vứt tay ra. Nhớ nghiêng phía sau, đứng trên đầu ngón chân này, nhíu hậu môn. Ném. Tất cả đều tập 30 lần. Bài này chuyên bổ khí cho thận, mạnh cho phần cuộc sống, chữa đau lưng mỏi gối á. Vẩy tay dịch cân kinh
chữa bệnh cho mọi nhà. Đó. Vậy xong chúng ta thấy tay chân nó ấm lên, bắt đầu ngón chân nó cũng tê tê dần dần, nhờ khí huyết được lưu thông, kinh mạch được thông suốt. Ta thiền đứng một chút. Chiều cuối cùng, ta sẽ để tay này phóng thẳng xuống, thông khí 10 đầu ngón tay. Vừa chữa đau mỏi vai gáy, vừa giúp hồng hào da mặt, thông khí 10 đầu ngón tay. Xong rồi vẩy tay, giờ đến 12 thức dịch cân kinh. Hít mũi thở lỏng cơ thể, thở miệng, ép hai cầm tay vào. Hít, thở. 3, hít, thở. Nhớ ép cầm tay. Chúng ta làm 15 lần. Sau đấy đứng thở. Chiều số 2, thông khí cho phần phổi và đại tràng, hít mũi, thở miệng. 1, 2, 3, 4, 5, về hít, thở. Thở. Hít, thở. Hít mũi, thở miệng. Đẩy thẳng người ra, đẩy thẳng tay ra. Người rất là khỏe, vạm vỡ vô cùng. Hít mũi, thở miệng. Rồi, 15 lần như vậy. Chun gối thiền. Mỗi lần thiền, khi lắng xuống lòng bàn chân, ấm áp cơ thể. Thiền đứng trường sinh công. Chiều số 3, thông khí cho dạ dày và mở rộng toàn bộ thân của chúng ta lên cao, giãn mở cuộc sống, mạnh thận. Hít mũi như mặt sàn, thở miệng. Nhìn lên trời, đứng trước các đầu ngón chân. Hít, thở. Hít, thở miệng. Hít mũi, thở miệng. Rồi, đã chùn gối thiền ạ. Chiều số 4, làm mạnh cho vùng thận. Chiều đặc biệt quan trọng của dịch cân kinh. Chiều số 4, tay trái đằng sau, ép vào thận, tay phải đẩy lên. Hít mũi này, thở miệng, tay trái ép thận. Ta tập dịch cân kinh giữa khung cảnh thiên nhiên rất là hữu tình. Hít mũi, thở miệng. Tay trái ép, tay phải đẩy. Thiền ạ. Tương tự, tay phải phía sau, tay trái trên. Hít mũi, thở miệng, tay phải ép vào thận. Hít mũi, thở miệng.
Rồi tập xong nó sẽ hơi tê tê mỏi chân. Nó duỗi chân như sau. Duỗi chân ạ. Thông khí luôn cho vùng chân của chúng ta. Chiếu số 5. Trái ở trên, phải ở dưới đứng đinh tấn. Các đầu ngón tay chụm vào nhau. Thông khí cho vùng tim và ổn định huyết áp. Đấy, thầy sẽ sắn tay lên để chúng ta nhìn cho nó rõ ràng, minh bạch nhất. Hít mũi này, thở miệng. Tay phải ngang eo, tay trái về này. Kéo tay về. Hít. Thở. Phải trên, trái dưới. Tay phải trên, hít mũi, thở miệng. Hít. Thở. Hít mũi, thở miệng. Càng tập càng khỏe. Ra thiền ạ. Ra xoay cổ. Không bị mỏi cổ khi tập. Chiêu 6, thải độc cơ thể, hít mũi, thở miệng. Đẩy tay ra. Hít. Thở. Hít mũi, thở miệng, tay đẩy ra. Nhưng bàn tay thì ép ngược lại các bạn nha. Thế nên, thế nên. Và sẽ rung như này. Tay đẩy ra, bàn tay ép ngược lại người mình. Xong chiêu số 6, thiền. Chiêu 7. Tay trái trên, tay phải dưới. Hít mũi, nhìn đằng trước, thở miệng, nhìn sang bên phải. Tay trái, tay phải kích vào nhau, thở. Hít, thở. Và nhìn ra mặt sau ạ. Hai tay kích vào nhau và nhìn sang bên phải, cùng chiều của chúng ta đây. Hít mũi, thở miệng. Hít, thở. Rồi, tương tự tay phải. Tay trên, tay dưới. Hít mũi, thở miệng này, nhìn ra bên trái nhá. Hít, thở. Rồi, mặt trước. Hít mũi, thở miệng. Rồi, chiêu này chữa tất cả bệnh đau mỏi cổ vai gáy này, rất là hiệu quả. Cổ chúng ta nó được xoay chuyển này, bên trái, bên phải, cực kỳ hiệu quả. Cấp 2 của chiêu này, nhón gót chân trái lên, hít mũi thở miệng, vẫn xoay về bên trái nhưng sẽ vặn thêm vặn người để thông khí bàng quang mạnh hơn cho thận. Hít mũi thở miệng. Hít. Xoắn bàng quang. Hít. Thở. Rồi, tương tự, cho bên phải, nhón gót chân phải lên, tay trái trên, tay phải dưới, hít mũi, thở miệng. Hít, thở. Hít, thở. Thở miệng. Ta thiền đứng trường sinh công. Ta chắp tay lại. Rồi trước khi vào chiêu 8 chúng ta thể để tay này một lúc. Đây là cách làm. Ta thiền này là mạnh thận. Ta mạnh thận này.
đứng thẳng người, để tay vào vị trí hai quả thận, thông khí cho phần đáy quả thận. Rồi, chuyển chiêu 8. Cho đầu ngón chân hướng hai bên, trung bình tấn. Hít mũi, thở miệng. Hai, hít. Thở. Hạ xuống. Buông góc. Lưng thẳng ạ. Hít mũi, thở miệng. Tay kéo từ dưới rốn lên đến ngực. Xuống. Hít. Thở. Hít hóp bụng. Thở phình bụng. Hóp bụng như môn. Thở phình bụng. Rồi, chúng ta thiền. Ta sẽ còn gặp nhau ở trong các khóa học online để học nốt 4 chiều cuối của dịch cân kinh và những cái bài bí mật. Đấy, những bài bí mật về giao long trường sinh công này. Rồi những bài giao long luyện thần, giao long luyện khí để chữa bệnh cho mọi nhà. Những bài đấy thì chúng ta sẽ đăng ký các khóa học online để học chi tiết. Đó, ta sẽ vào thiền-bệnh.com, nhắn tin qua fanpage của thầy. Đấy, để được đăng ký khóa học online và được thầy trực tiếp hỗ trợ các vị thuốc thảo dược chữa bệnh, hoặc nhắn qua Zalo của thầy 090 336 2388, sẽ có thầy và các bạn trợ lý trả lời cho chúng ta cách học các khóa online, cách chữa bệnh cụ thể của chúng ta như thế nào, các vị thuốc như thế nào. Bởi vì thầy là lương y khí công sư trực thuộc Hội Nam Y Việt Nam nên sẽ giúp đỡ sâu sắc được nhất cho tất cả chúng ta. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các khóa học online tiếp theo. Om Mani Padme Hum Namatara Hari. Thầy rất hoan hỉ khi nhận được sự yêu mến từ cộng đồng học viên trong và ngoài nước. Mới đây nhất, CEO YouTube Susan Wojcicki đã gửi tâm thư chúc mừng và nút bạc vinh danh khi công giao long võ đạo đã phát triển tại hơn 30 quốc gia và có trụ sở chính tại thành phố Milano, nước Ý. Với một tâm nguyện thiện lành, nhân sự kiện này, thầy muốn hỗ trợ gieo duyên giảm 60% học phí cho 30 bạn đăng ký sớm nhất khóa học online và hỗ trợ thảo dược. Hãy liên hệ với thầy qua Zalo 090 336 2388 và website thiền-bệnh.com. Thầy xin hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này. Om Mani Padme Hum Namatara Hari.